Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Mới đây, nam MC Trấn Thành đã viết một đoạn tâm thư khá dài, lên tiếng về hàng loạt các chỉ trích về việc thiên vị, giành nói với các huấn luyện viên và khóc vô tội vạ tại chương trình Trái Việt. Cụ thể thông tin như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi. Mới đây, Trấn Thành đã viết một đoạn tâm thư khá dài cho rằng mình không hề thiên vị ai cả, bản thân cũng không muốn vượt quá giới hạn cho phép của một MC. Và khi nói về việc danh thành crush của mình mà khán giả đặt cho, anh cho rằng nhiều bạn nói tôi diễn, bạn nghĩ đi, ai rảnh diễn suốt 15 năm làm nghề như vậy? Có thể tiết mục sơn tinh thủy tinh về cách giận thế nào dẫn đến việc quý vị cảm thấy giọt nước mắt của tôi tràn ra rất vô lý. Tôi có lại, tôi cũng thấy nó vô lý, nhưng có lẽ vì người ta không đủ thời lượng phải cắt lướt bớt quá trình nên nhìn thấy tôi khóc ngay đó là rất vô lý. Còn đúng những gì xảy ra ở hiện trường thì chắc chắn với sự thăng hoa và quy mô của tiết mục ngày hôm đó, người khóc tại trường quay không chỉ mình tôi, tại quý vị không được thấy khi lên sóng thôi. Anh cũng bộc bạch rằng bản thân thật sự cảm thấy bất công và oan ức trước những đón nhận sai lệch về anh nên anh mới viết ra tâm thư như vậy. Đây cũng là lần cuối anh chia sẻ về việc này. Trước đó, trong tập phát sóng mới đây của Trái Việt, sau khi bộ ba thí sinh Tề Linh, Hà Quốc Hoàng, AK49 trình diễn, Trấn Thành đã tỏ ra phấn khích. Nam danh hài hết lời khen ngợi sự đáng yêu của bài rap mà họ thể hiện. Vì quá ấn tượng với phần lời của Tề Linh, Trấn Thành đã cầm mảnh giấy có ghi sẵn lời của nữ thí sinh. Nam danh hài vừa đọc vừa nhận xét. Một số khán giả cho rằng Trấn Thành thiên vị, anh chỉ mãi mê khen ngợi Tề Linh mà không quan tâm đến hai thí sinh còn lại. Ngoài ra, anh cũng vướng không ít tranh cãi vì sự đa sầu đa cảm của mình. Nhiều người cho rằng nam MC vẫn chưa thể hiện cảm xúc đúng lúc đúng chỗ, đặc biệt là trong một chương trình chất ngầu như Trái Việt, thì những giọt nước mắt đôi lúc thật sự không cần thiết và đặt cho anh biệt danh là thành cry. Trước hàng loạt chỉ trích liên tiếp trong những ngày vừa qua, Trấn Thành cuối cùng cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Binh News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.